Nghe chưa? Hello anh em. Và hôm nay mình sẽ chọn cho anh em một cái biểu đồ để anh em đi rừng nha anh em. Ok, và đây là trang bị của mình. Cái đầu tiên mình sẽ lên nửa cây rượu đi rừng nha anh em. Nửa cây thôi, vì nguyên cây nó sẽ tốn rất là nhiều tiền nha anh em. Rồi, tiếp tục mình sẽ lên kéo chậm ngân giá để lấy đồ làm chậm, một ít hồi chiêu và cái khống chế với đồ làm chậm nha anh em. Cái đồ làm chậm khống chế lại. Ok, món tiếp theo mình sẽ lên cái gáp ria để mình tăng thêm một cái lượng máu tối đa. Rồi cái khả năng hồi phục. Món kế bến là mình sẽ lên một cái thiên thức truyền để làm tăng độ khống chế, giảm tốc đánh của đối phương và một ít lượng máu tối đa. Và món cuối mình sẽ lên một cái giáp hộ mệnh nha anh em. Ok, và đến tiếp theo mình sẽ lên cái phù hiệu. Phù hiệu cấp 1 mình sẽ lên một cái giảm hồi chiêu nè. Một cái một khẩu mang để mình hồi phục khi hạ phụ nha anh em. Và cái cấp 3 mình sẽ lên cái dưỡng sát thương, miễn khống và hồi máu nha anh em. Okay. Và trang bị trong trận này mình sẽ lên cái bản ngọc, nó là bản ngọc có một ít công vật lý nha anh em. Bản ngọc của mình ngọc đỏ sẽ là 10 viên tốc đánh máu giáp, ngọc tím sẽ là 10 viên công vật lý tốc chạy, để mình lấy một ít công vật lý và một ít tốc chạy nha anh em. Anh em có thể lên bản ngọc quân thủ cũng được, nhưng mà muốn trâu mình thì mình sẽ lấy cái này để farm nhanh hơn chút nha anh em. Và ngọc xanh mình sẽ lên 10 viên máu tối đa giảm hồi chiêu nha anh em. Ok, và tổng cộng là 16 công vật lý. Ok, rồi, mình sẽ vào trận test thử ngay nha anh em. Dạo này mình sẽ cố gắng ra nhiều clip nhiều hơn cho anh em. Xin lỗi anh em vì thời gian qua đã ra clip, nói chung là gián đoạn. Rồi, mình sẽ tập trung vào vấn đề chính nha anh em. Trận này mình sẽ đi rừng. Bên tay mình thì cũng khá là bất ngờ với cái vị trí ta ra đi rừng, nhưng mình sẽ cố gắng trận này đánh công để anh em sẽ có cái nhìn khác về ta ra nha anh em. Mới vô thì nhớ tên bạn đi ganh và đi cướp rừng rồi các kiểu, mình sẽ cố gắng không để mất cái con quái để không mất kinh nghiệm gì nha anh em. Cố gắng quay qua quay lại đi và mua quái. Ok, là ta mới vô đầu tiên thì có level 2 nên hơi mạnh, nên mình sẽ cố gắng không giao tranh với tích con Nata nha anh em. Để xíu có đồ là mình chơi, cố gắng tập trung farm thôi. Mid mình cũng đã gỡ lời mạng đầu cho hai team mình rồi, 1-1 rồi. Có bằng mid phụ farm với mình cố gắng farm thật nhanh để bù lại lượng vàng nha anh em. Rồi pha này và ấy giúp mình hơi lố anh em, đẩy nó ra ngoài luôn. Ok, mới vừa bị phá nên mình đi farm cũng hơi lâu. Và mình cuối cùng cũng đã đạt được cấp 4 rồi nha anh em. Mình sẽ lên đây hỗ trợ bạn AD gần miệng rồng này. Ok, mạng đầu nhìn cho mình. AD mình đã nằm xuống. Và rồi mình sẽ ở đây để ca ớt con chim này nè. Ca ớt con chim thôi, đuôi nhẹ. Và mình phải đi vòng vòng để không bỏ đám quái này, nhưng mà mình sẽ thủ để đợi hồi MT nha nè. Hồi MT thì mình lùa ba thằng này luôn cũng được. Ok, rồi, xong rồi.
Mình nhịn bạn hơi lâu rồi đó. Nhịn bạn hơi lâu rồi đó. Hay không nhìn cho mình nha em. Ở đây nè, mình thổi anh Ti thì chạy hộ với mình. Chạy hộ với mình nè. Ta không nhìn cho mình. Tara đã trâu rồi mà kết hợp với Aya, một vị tướng nó là trợ thủ cũng cực kỳ đắc lực cho Tara trong trận này nha em. Cảm ơn mọi người đã nhường mình nó ít đây tuyệt vời này cho mình. Mình sẽ cố gắng không làm mọi người thất vọng nha em. Ok, mình vừa chơi hết được con rồng mà vừa giết luôn một con rồng rơi là mình xong thêm cúc nữa nè. Muốn không nhìn cho mình nè. Giờ này thì lùa gà luôn, lùa ba thằng một luôn á. Cái da lúc này mình á hơi yếu máu và không có anh Tây nha nè. Mình cũng hơi e dè qua đó. Ok, lính tới mình vô mình sụp mà xôi con nít này luôn. Chạy hộ bạn ơi, đứng ngay giữa cho bạn á, nít mình thả anh Tây luôn đây. Quá là trâu luôn. Ok, mình sẽ cố gắng nha, ăn bớt mấy con quái của trang bạn để trang bạn không xanh được. Một mình xanh là đủ rồi. Trời ơi, lùa qua đi với tôi. Tân 2 luôn em. Tính cách tân 2. Đánh ngay con chủ lực nha nha. Rồi ok, chạy hộ con đi đuôi. 6 không nhìn cho mình. Hộp nó tới 4 nè, 6 gần. Bây giờ mình mới lên nguyên cây rìu nè. Bây giờ mình có vàng này, mình lên nguyên cây rìu nè. Để farm cho nhanh chút, nó có lượng tiêu đốt của cái rìu á. Sớm mình lên một cái áo trồng đánh giá trước để lấy hồi chiêm với lại cái lượng khống chế làm chậm của cái áo trồng đánh giá nha nè. Mới vô lên cây rìu thì hơi phí. Ok, giờ này thì quất luôn bằng mít này luôn. Bệnh rừng chạy hơi nhanh nữa, mình tạm tha và mình quay qua đây đợi nó farm một cái dưới nó nha nè. Rồi, chạy hộ rồi. Chạy hộ rồi ngay. Có ai ra trên đầu thì mình chả sợ con nào đâu anh em ạ. Ok, nãy giờ farm cũng muốn hết rừng của tên bạn. Hình quá hụt cái tay vậy. Trận này nhá, tay mình chơi cũng khá là tốt luôn nha nè. Nhờ anh em gánh đánh cộng lưng bạn nhớ ta ra đi rồi. Ok, mình quay đầu lại khi có tay nè. Rồi, chạy hộ bạn ơi. Chưa ta ra thì nhớ các bạn cứ ăn ngay nha. Ăn ngay và đợi hộ anh Tây là quốc thôi. Rồi, cá sao đánh lại được. 1-2 sao đánh lại. Quay lưng lại cứu AD nè nè. Đây, AD bắn cái hình tư với người kia bốc hơi luôn nè. AD là mình lên full phép nên là cái tư rất là cao nè. Ok, 808 thì lệnh vàng của mình này, mấy bạn hiểu rồi ha. Giờ này ban trụ mình đứng thẳng cho Nata quánh đi. Vẫn không chết nè nè. Ấy da, chạy AD ơi, chạy. Trời ơi, gặp một thương bằng Kirot luôn dưới trận đầu nữa. Thôi, pha này mình lui nhẹ chứ, mình không đủ đam giết nó anh em ơi. Nãy giờ mình coi rừng tay người ta, cứ ngỡ ngỡ rừng tay mình. Mình pha quá trời luôn em ơi. Farm con này lấy tầm nhìn nè. Farm liên tục anh em. Mình đi rừng bị tướng này thì đầu game nó farm hơi lâu á. Mình cố gắng farm thật nhanh nha. Lượng vàng mình về gần gấp 3 lần cái hàng cuối bảng bên kia rồi. Vô đây cân 3 nè. Chạy hộ nè. Chạy hộ. 911 dành cho mình anh em. Thôi pha này chắc nó chạy hết rồi.
cố gắng đẩy trụ để không để liên dài lắm mộng em ấy. Chứ vì chúng ta tính chất lép game cũng không ngon lắm nên là mình chơi cái giữa giữa game thanh này. Này thì bạn trụ này, mình thì kia rớt. Trời, lua nhẹ anh em ơi, lua nhẹ. Xíu một chết luôn rồi. Ra đây thấy mình ban trụ, sợ quá tóc biến luôn em. Mình thật là một con quái vật đáng sợ. Thôi, pha này mình lua nhẹ gì, tay mình về hết rồi nè. Em đang chơi vui, mấy bạn kia kêu win nhanh. Rồi, tới cuối mình sẽ lên một cái giác hồn mạnh cho nó nha em. Mười phút đã trôi qua và mình có được 10 mạng luôn nha. Chứ điểm số và những phút mình đang được mạng. Cái lượng vàng mình trên lệch với tem bạn khá là nhiều nên cảm giác mình chơi rất là tự tin luôn nha em. Cố gắng mình đi rừng thì mình tham có lượng vàng với lượng cấp độ lên trước người ta là mình sẽ có lợi thế rất là nhiều luôn. Cố gắng mình lui nhẹ để mình đẩy lắm đến này cao lên rồi mình chơi luôn nha em, tấn công tổng thể lên mình game luôn. Anh em mình nếu hay xem các bạn nhập vui cảm thấy video hay thú vị thì nhớ cho mình nút like và nút subscribe ủng hộ kênh mình nha. Ok, mình sẽ cố gắng đẩy lên để có thể cảnh báo đây nha. Đang được chơi tốn rồi cho mình còn nguyên rồi chắc mình ban tụi chính mình chơi được nhớ nữa ha. Mình không chào được nữa nha. Ok, vậy là trận đấu kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã xem được clip. Hẹn gặp anh em nhớ những video tiếp theo nha. Bye bye.